Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là phiên bản Dell Inspiron 5415. Các bạn đang tìm mua một chiếc máy có màn hình 14 inch, vỏ hợp kim nhôm sang trọng đẳng cấp và cần một máy có CPU khỏe để các bạn có thể làm hiệu năng cao. Ví dụ trong môi trường văn phòng nhưng cần những cái file tính toán lặng về Word, Excel cũng như các thuật toán về tính toán thì đây chắc chắn là một chiếc máy rất tốt cho quý vị các bạn. Nếu hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam chúng ta bỏ ra gần 20 triệu. Còn nếu mà hàng sách tay kiểu dạng như này sẽ rẻ hơn khoảng hơn 1 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay mình review xong, mình sẽ bán cho các bạn ở phân khúc giá là 18 triệu 490 nghìn cho siêu phẩm này. Thì đây vẫn là một trong chiếc máy có chất lượng tốt nhất, vỏ hợp kim nhôm, màn Full HD IPS và có LED phím. Có khả năng nâng cấp RAM luôn các bạn nhé, ổ cứng SSD tốc độ cao. Bây giờ hãy cùng mình khui hộp test dòng sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn thấy là cái sạc của máy là 65W và vẫn là sạc chân kim kiểu dạng giá rẻ như này. Còn những dòng cao cấp hẳn bây giờ thì sẽ là dùng sạc Type-C, nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Còn đây là cái dây nguồn. Còn đối với các dòng giá rẻ của Dell, của HP thì bây giờ họ vẫn làm những cái sạc bình thường như này. Ấy chà, cái máy này có màu sắc là đẹp đấy. Bên trong thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng như này. Dell Inspiron 14 5415. Vâng, thưa các bạn, để trên bàn các bạn thấy là chiếc máy có tông màu silver, nó còn gọi là màu trắng bạc các bạn ạ. Logo Dell được để ở giữa mạng chrome sáng bóng luôn. Máy rất mỏng các bạn ạ, nó chỉ mỏng có 18mm và nặng chỉ có 1,44kg. Thiết kế hơi bo tròn và kiểu dạng trục bản lề lưng như này. Rất nhiều dòng máy đời mới bây giờ đều làm như này. Các bạn nhìn thấy là cái máy nó cầm vào nó rất là khỏe và trong lượng như này các bạn hoàn toàn có thể cầm một tay như này. Cơ chế lưng bản lề các bạn sẽ nhìn thấy nhá, hai cái phần này này, nó để cho tránh trường hợp xước ở đây đó. Khi ta lưng lên thì cái phần này nó sẽ chuếch lên, nó sẽ chuếch thì cái tản nhiệt bên dưới nó sẽ tốt hơn và bàn phím bấm có thể sẽ dễ dàng hơn đó. Đấy, các bạn cầm thế. Ở bên cạnh phải của mình các bạn thấy một đầu độc thể này và cái tông màu bên dưới nó sẽ hơi khác hơn một chút. Rất nhiều dòng máy Dell như từ 5515, 5510 thì họ đều làm như này. Cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Các bạn nhìn kỹ thì phần này nó có lát cắt diamond này. Đồ hoàn thiện của máy khá sang, tỉ mỉ. Đằng trước các bạn thấy là thiết kế đơn giản và chuếch như này, không bố trí bất kỳ một cổng gì. Các bạn mở máy cũng rất là đơn giản. Ở bên này chúng ta sẽ có cổng sạc này, cổng HDMI, cổng USB, USB Type-C. Hai cổng này đều có tính năng kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng Type-C sẽ có băng thông rộng hơn, lớn hơn, mạnh hơn, có thể kết nối ra màn hình 4K bên ngoài, 5K ra bên ngoài, vân vân. Đây, còn bên dưới máy các bạn thấy này, hai hốc loa này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng hết ra đằng sau và nó làm nó kiểu giấu đi như này. Đó, cũng rất là đẹp và máy được trang bị Windows bản quyền. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong nhé, xem khả năng nâng cấp được những gì. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Cái lắp ở bên dưới thì nó bằng nhựa các bạn ạ, không phải hợp kim nhôm các bạn nhá. Còn phần lá đồng này có lẽ là để hấp thụ nhiệt, tản nhiệt cho máy tốt hơn. Còn những cái phần này thì để cho máy nó chắc chắn này, những cái phần gia cố bên trong này. Đây là con CPU được gắn chết trên bo men. Đây là khe cắm ổ cứng này. Hai slot cắm RAM để các bạn có thể mở rộng tối đa là 32GB RAM. Hai cái loa. Dung lượng pin bên trong 54Wh, có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 6 đến 8 tiếng. Đây là pin set mode các bạn này. Máy có hai ống đồng dẫn nhiệt luôn. Con này thì chỉ có một khe cắm ổ cứng thôi, nó không giống như dòng 5515. Con 5515 thì nó có hai khe cắm ổ cứng thì các bạn có thể lưu trữ thêm. Với một khe cắm ổ cứng thì chúng ta có thể mở rộng tối đa là 2TB trước máy này. Các bạn thấy là các linh kiện như là CPU và Vega rời thì nó sẽ không có, mà CPU được onboard trực tiếp trên bom main chúng ta sẽ không có khả năng cấp được. Chỉ có nâng cấp được RAM và ổ cứng thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì mặt trước của chiếc máy các bạn thấy là thiết kế viền màn hình mỏng và cơ chế lưng thì cái bản lề nó sẽ, cái màn hình nó sẽ tụt như này. Các bạn gần như là nhìn hơn 90% phần đằng trước nó là màn hình, nhìn nó rất là đẹp và sexy. Ở đây thì chúng ta sẽ có cam và có cả nút gạt cam để che camera đi trong những tình huống các bạn cần tính năng bảo mật.
Camera có độ phân giải 720p, sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, họp trực tuyến, học online qua cam, có mic để thu tiếng luôn cho mọi người. Và phần mặt tì tay này các bạn thấy là nó cũng hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Chuột làm rất lớn như này. Chuột lớn như này thì giúp các bạn dùng nó cũng thoải mái và sướng hơn, sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm các bạn nhé. Và kể con chuột nó cũng có lát cắt diamond, nó nhìn rất là sang. Bàn phím thì có led màu trắng, các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó ở đây ánh điện là hơi khó nhìn, nhưng buổi tối chúng ta sẽ có led màu trắng. Và với bàn phím lồi cao như này, các bạn bấm nó cũng sẽ rất là sướng. Có lẽ chỉ có hai phím bấm này là hơi khó một chút. Phím mật nguồn được tích hợp bên trên. Với phiên bản 5415 này thì có cả phiên bản có chip bảo mật vân tay và có phiên bản không có chip bảo mật vân tay ở đây. Thì phiên bản này là không có các bạn ạ. Loa này. Đó. Các bạn thấy là tốc độ ổ cứng của mức tương đối là tốt. Nó đọc khoảng 1,8 GB một giây và tốc độ ghi khoảng sấp xỉ 1 GB hơn một tí các bạn ạ. Ổ cứng như này cũng là khá ok cho một chiếc máy tầm trung như này. Tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình này nó ở mức gọi là trung bình khá đó các bạn ạ. Nó chỉ có 59% sRGB và Adobe RGB của nó đạt 38%. Đủ các bạn dùng thôi. Và màn hình thì nó ghi rõ là sản xuất năm 2021 luôn các bạn nha. Đó. Độ sáng của màn hình thì nó đạt ở mức là 250 nit thôi. Ôi cái loa to thế. Màn hình IPS thì có góc nhìn khá là tốt. 178 độ. Màn hình nó có chống lóa ở bên trên, các bạn có thể làm việc liên tục mà không mỏi mắt. Với một màn hình IPS góc nhìn rộng thì việc các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc thì nó cực kỳ ok. Các bạn muốn chỉnh các tác vụ bên trên thì bấm FL to nhỏ loa hoặc mọi thứ. Về chất lượng âm thanh thì mình nghe thực tế thì có vẻ như âm bass chưa thực sự được mạnh, còn âm test thì hơi lớn. Nói chung thì với chất lượng âm thanh này cũng đánh giá ở mức gọi là nghe được thôi, mặc dù là không phải là hay. Còn màn hình thì mình cũng nói luôn các bạn, nó chỉ ở mức gọi là dùng tốt thôi. Tỷ lệ bao phủ màu thấp, nếu mà các bạn thiết kế design trên chiếc màn hình này thì thực sự nó không ổn cho lắm mà các bạn phải cân chỉnh lại mới làm được việc. Bluetooth được sử dụng trên máy, nó là Bluetooth 5.0 mọi người nhé. Nó sẽ hỗ trợ các bạn kết nối không dây mà Bluetooth của Qualcomm sản xuất. Ổ cứng trong máy các bạn sử dụng Kia Seo, cái ổ cứng này của Nhật các bạn ạ. Nó là thương hiệu con của Toshiba. Vega được sử dụng trên máy là AMD Radeon Graphics, đây là Vega On. Wi-Fi của chiếc máy này cũng chỉ ở mức giá rẻ. Các bạn thấy là Wi-Fi chuẩn AC thôi, chưa được gọi là Wi-Fi 6. Cũng của Qualcomm sản xuất. Được cái là CPU rất là khỏe. CPU có 6 lõi 12 luồng. Hỗ trợ cực kỳ là tốt luôn. Mình sẽ thử khả năng render của CPU. Với một CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng, nó sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Nó xử lý tính toán càng nhanh. Và cả giúp các bạn chơi game, làm đồ họa cũng tốt hơn. Chiếc máy này nếu mà so sánh với Iris Xe Graphics, có nghĩa là so sánh cái Vega On trên máy, thì Iris Xe nó sẽ nhỉnh hơn. Với Xe Graphics trên dòng CPU của Intel ấy, thì nó sẽ tương tự như một Vega rời như là MX350. Còn với cái AMD Radeon này thì nó tương tự như UHD Graphics 620 hoặc 630 thôi. Nó hỗ trợ các thuật toán video 4K mà chạy không bị giật lag gì. Nhưng mà Vega, nói luôn các bạn là Vega On thì nó sẽ không khỏe đâu các bạn ạ. Điểm số của CPU nó tương đương i7-9750H luôn, 1145CB. CPU này hoàn toàn dùng để tính toán tốt. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm Word, Excel, Photoshop, AutoCAD. Các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép video nó xử lý ok ngon lành mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, qua phần mềm test các bạn thấy là chiếc máy về khả năng về đồ họa 3D thì cực kỳ yếu, bởi vì nó không hỗ trợ của Vega rời. Các bạn thấy là FPS giật tung chảo luôn, nó chỉ đạt có 5 FPS thôi. Trong khi đó, chế độ về đồ họa 2D thì nó lại cực kỳ ok ngon lành, với mức FPS được đẩy cao lên đến 760. Và nhiệt độ của máy thì hoạt động ở mức ổn định khoảng trên 60 độ C với tác vụ về đồ họa 2D. Còn 3D thì máy không có cảm hình rời, nó sẽ yếu hơn so với những chiếc máy được trang bị Vega rời mạnh để có thể hỗ trợ chơi game, mọi thứ tốt hơn.
Nếu các bạn xác định một chiếc máy là để chơi game thì nó sẽ không phù hợp các bạn, bởi với những tựa game chuyên nghiệp thì chắc chắn cần Vega rời. Với các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp cũng phải cần có Vega rời. Còn Vega trên máy chỉ là Vega On hoạt động bình thường thôi. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Dead Space 2, một tựa game 3D. Game này thì không yêu cầu cấu hình máy quá mạnh mà chỉ cần dòng CPU chip U tiết kiệm điện hay là dòng CPU Ryzen như này hoàn toàn có thể chơi được, không cần có Vega rời. Mức FPS chúng ta có thể chơi được từ khoảng 30 đến 40, lúc nào cao khoảng 100. Nhiệt độ chơi game ổn định mức khoảng trên 60 độ C. Với chất lượng màn hình IPS thì nó hiển thị khá tốt và khá đẹp, và loa của máy thì khá là to. Với những tựa game tầm trung như là Liên Minh Huyền Thoại, CSGO, Half-Life, Đế Chế, Đột Kích đó, thì các bạn hoàn toàn có thể chơi trên chiếc máy này ok ngon lành luôn. Kể cả những game giả lập các bạn chơi cũng cực kỳ ok. Ví dụ như là game PUBG bản mobile, bởi vì CPU chúng ta rất khỏe, nó có 6 lõi 12 luồng, sẽ hỗ trợ các bạn cực kỳ ngon. Nhưng lưu ý, với những tựa game chuyên nghiệp thì chắc chắn chiếc máy chúng ta sẽ không thể chơi được, bởi vì máy chúng ta không có Vega rời. Các bạn lưu ý là chơi game nó cần hiệu năng của CPU, GPU, có nghĩa là cảm hình rời nhiều hơn trong CPU, để mọi người chú ý nhé. Đây không phải là một chiếc máy gaming chuyên nghiệp. Với mức tản nhiệt như này, chơi như này hoàn toàn có thể đáp ứng những tựa game tầm trung. Mọi người có thể vui chơi giải trí, cài vào những lúc rảnh nhé. Các bạn ơi, mình vừa trải nghiệm xong với chiếc Dell Inspiron 5415. Đây là một trong những chiếc máy có màn hình 14 inch, thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ, khả năng nâng cấp RAM, chất lượng ổ cứng đều ok. Bàn phím có LED và hỗ trợ công nghệ màn hình Full HD IPS, đầy đủ các cổng kết nối. Nếu các công việc văn phòng và đồ họa tầm trung, chiếc máy hoàn toàn đáp ứng tốt cho nhu cầu quý vị các bạn. Duy chỉ có chất lượng màn hình Full HD IPS thì ở mức gọi là trung bình thôi. Nếu các bạn dùng để thiết kế design thì chắc chắn chiếc máy này không phù hợp, bởi vì phải cân chỉnh lại thì chúng ta mới dùng được. Còn nếu mà những công việc chỉ có là học các bạn là lập trình này, xem phim này, lướt web này và mạng này, chỉnh sửa cắt ghép video cũng như các phần mềm về kỹ thuật, không yêu cầu tính khắt khe về màn hình thì chiếc máy hoàn toàn đáp ứng tốt mọi người nhé. Con này thì vẫn sử dụng Wi-Fi 5, cái này thì hơi đuối một chút, lẽ ra phải Wi-Fi 6. Nhưng thông thường những chiếc máy sang trọng của Dell thì các bạn thấy là họ bán rất là đắt. Đặc biệt nếu mà cùng cấu hình, ví dụ như dòng Latitude thôi cũng đã bán ở phân khúc trên 20 triệu. Nhưng đây là một trong chiếc máy nó ở phân khúc mà dưới 19 triệu thì là ngon nhất để các bạn có thể lựa chọn những công việc như vừa rồi các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Inspiron 5415 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.